Thì chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Phạm Thế Vũ. Thì ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể vượt qua được những nỗi lo sợ, cách để chúng ta có thể vượt qua được những nỗi lo âu, những nỗi lo lắng mà chúng ta thường phải đối mặt ở trong cuộc sống của chúng ta, trong bất kỳ công việc hay là cái lĩnh vực nào. Như chúng ta cũng đã biết thì để mà chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ đó, thì khi mà chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ thì chúng ta mới có đủ cái ý chí, cái sự tự tin, cái sự vững vàng, cái sự quyết tâm và cái tinh thần của chúng ta cũng sẽ cảm thấy sảng khoái hơn. Thì chúng ta mới đủ dũng cảm để mà chúng ta thực hiện được những cái điều mà chúng ta mong muốn, mà chúng ta đã đặt mục tiêu, mà chúng ta đã lên kế hoạch. Và từ đó chúng ta đạt được rồi thì chúng ta sẽ thành công nha các bạn. Thì tất cả chúng ta đều biết được một điều rằng là tất cả chúng ta ai cũng lo âu các bạn, ai cũng lo âu, ai cũng lo lắng. Mà người ta thường lo lắng về những điều gì? Người ta thường lo lắng về những cái điều mà người ta không biết. Người ta thường lo lắng về những điều mà người ta không biết nó sẽ xảy ra như thế nào đó. Chúng ta thường không biết là ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào, và chúng ta thường không biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, vì chúng ta chưa biết, nha các bạn. Chúng ta chưa biết đó. Không ai dám chắc được rằng là trong tương lai của mình sẽ làm những điều gì, mình sẽ trở thành một người như thế nào hết cả đó. Vì vậy chúng ta luôn có cảm giác là chúng ta lo sợ, lo âu đó. Cũng như vậy các bạn biết là cũng có những người rất là giàu, đúng không? Rất là giàu, rất là nhiều tiền, thì người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn về cái cuộc sống của người ta đó. Nên các bạn thường thấy là trong cuộc sống hiện nay thì người ta rất là coi trọng cái đồng tiền, vì đối với người ta có cái đồng tiền thì nó chính là cái cầu nối để mà đem người ta đến hạnh phúc được nhiều hơn. Thì đó là quan điểm của người ta, nhưng cũng đâu ai biết được trong tương lai người ta sẽ như thế nào. Có thể qua ngày hôm sau người ta tự nhiên bị tai nạn, xe cộ ở ngoài đường, có thể là đâm xe, rớt máy bay đó, hay là có thể bị bệnh tim mạch gì đó và qua đời. Và như thế họ cũng đâu có biết chắc được, đúng không nào? Chúng ta có tiền, chúng ta cũng đâu có thể nào biết chắc được cái tương lai của chúng ta sẽ như thế nào đó. Chúng ta cũng phải đối mặt với cái sự lo sợ, lo lắng về tương lai của mình đó. Thì và con người cũng thường lo sợ về những cái điều xấu xảy đến với mình. Cái điều xấu ở đây, cái mức độ cao nhất mà chúng ta thường lo sợ nhất, đó chính là những cái tai nạn, những cái bệnh tật mà chúng ta chưa biết được ở những giây phút ở hiện tại đó. Và những cái điều mà chúng ta còn lo sợ bên cạnh đó, mà chúng ta thường lo âu, sợ hãi, mà ở mức độ mà chúng ta thường gặp, đó chính là những cái lời chỉ trích các bạn đó. Những cái lời chỉ trích. Tâm lý của con người chúng ta thường có một tâm lý như thế nào? Thường có một tâm lý là chúng ta yêu thích những cái lời khen, những gì tốt, những gì mà ngọt tai của mình, những gì mà nó có lợi cho bản thân mình. Và chúng ta thường cảm thấy bị tủi thân, cảm thấy bị tủi nhục, cảm thấy đau đớn và cảm thấy sợ hãi trước những điều xấu xảy đến với mình. Xấu có thể xấu về mặt danh dự, về mặt lợi ích đó. Cái gì mà thiệt cho mình thì mình sẽ cảm thấy rất là buồn ha. Hay là ai mà ghét mình, hay là ai mà nói xấu mình, hay là ai mà chỉ trích mình, dành những cái lời không hay cho mình thì cũng làm cho mình buồn nha các bạn đó. Thì đó, như thế nào để chúng ta có thể vượt qua được những cái nỗi sợ, những cái nỗi lo lắng trước những cái điều xấu xảy ra với mình nha. Thì ở đây mình sẽ nói trước về những cái lời chỉ trích. Thì thông thường trong cuộc sống của chúng ta không ai là hoàn hảo hết cả các bạn. Không có một ai là hoàn hảo nha. Thậm chí chúng ta vẫn thấy là những người của công chúng, những con người của công chúng đó, những người nổi tiếng đó cũng bị soi mói về chuyện đời tư, cũng bị soi mói về công việc chuyên môn của họ rất là nhiều đó. Và nếu mà chúng ta là người của công chúng mà chúng ta sợ hãi, lo âu trước những lời chỉ trích, trước những điều xấu xảy đến với mình thì rất khó để mà chúng ta có thể thành công được trên con đường mà muốn trở thành người nổi tiếng hay là người của công chúng các bạn. Đó nên là mình nói đây, khi mà các bạn muốn trở thành người của công chúng hay là người nổi tiếng á, thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần của mình với những cái lời chỉ trích, những cái điều xấu sẽ xảy đến với mình, vì đó là một điều chắc chắn. Vì đơn giản là chúng ta vẫn là con người sống ở trên trái đất, chúng ta chưa phải là thần thánh ở trên trời mà chúng ta sẽ hoàn hảo được các bạn nha. Các bạn nghĩ cuộc sống này có rất là nhiều những thứ vô thường. Những cái thứ vô thường ở đây là những cái thứ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Những cái thứ đó nó không phải là vĩnh hằng nha. Những cái thứ đó nó là vô thường lắm các bạn. Có thể là hôm nay tâm trạng của chúng ta đang vui, nhưng mà chiều lại thì tâm trạng của chúng ta lại như thế nào? Lại thay đổi đi. Tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của chúng ta nữa các bạn. Tùy thuộc vào cái hoàn cảnh và trong cái quá trình một ngày đó chúng ta giao tiếp, chúng ta tương tác với những ai đó. Thì đó nên là vô thường, tất cả cuộc đời là vô thường, hoàn cảnh cũng là vô thường, tâm trạng của con người chúng ta cũng là vô thường, và cái thân xác của chúng ta nè, nó cũng thay đổi theo từng ngày nha các bạn. Từng cái tế bào, từng cái giọt máu, từng cái giọt xương nó cũng thay đổi từng ngày cho đến khi chúng ta già, chúng ta chết thôi đó. Thì những cái lời chỉ trích đó thông thường là nó đều xuất phát từ ở cái nhận định, ở ngay cái nhìn nhận của một người nào đó, nha. Rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ suy nghĩ theo một điều là những cái lời chỉ trích xấu về chúng ta hay là những lời khen chê, nó chỉ phụ thuộc vào cái quan điểm hay cách nhìn nhận của một người về chính mình, về những cái hành động, về những cái việc làm của mình như thế nào, thì họ sẽ dựa theo đó, dựa theo cái cảm tính của họ để mà họ buông ra những lời chỉ trích chúng ta đó. Nên là các bạn thấy, nếu mà nó chỉ là thuộc về một cái quan điểm của một người như vậy không, thì có đáng để mà chúng ta buồn hay là không? Có đáng để chúng ta buồn và phải suy nghĩ nhiều hay không? Trong khi cũng cùng một cũng cùng cái việc làm của chúng ta mà lại có rất là nhiều người khác họ sẽ nghĩ tốt hơn đó. Thì nếu mà các bạn là người của công chúng hay là một người làm nghệ thuật, thì khi mà các bạn trình diễn, thì mình nói đơn giản đây là cái việc trình diễn trên sân khấu. Nếu các bạn trình diễn một bài diễn, nó có thể là hay với người này, nhưng nó cũng có thể là dở, nó cũng có thể là nhàm chán đối với người khác đó. Thì đó là tùy vào cách nhìn nhận và cái quan điểm của mỗi người nha các bạn. Chúng ta không thể nào quyết định được cái điều đó đó. Tâm trí của mỗi con người đều khác nhau, tư tưởng của mỗi người đều khác nhau, hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau, nên cái cách nhìn nhận của họ về thế giới quan, về những vật xung quanh, về những con người xung quanh cũng đều khác nhau. Cho nên là chúng ta không thể nào áp đặt một điều là tất cả mọi người đều phải khen mình, đều phải khen, đều phải ca tụng, đều phải ngợi ca những cái việc làm của mình được các bạn. Không thể nào được. Vì vậy khi mà chúng ta đối diện trước những lời chỉ trích, những lời nói xấu, những lời nói tiêu cực với chúng ta, thì chúng ta không phải buồn các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta buồn, chúng ta phải suy nghĩ nhiều về nó là chúng ta đang tự làm thiệt cho bản thân mình, chứ không có thiệt thòi gì cho cái người mà buông ra những cái lời chỉ trích chúng ta hết các bạn. Nếu mà các bạn buồn, tức là các bạn đang tự dằn vặt bản thân mình, đang tự làm cho bản thân mình chịu thiệt thòi, chứ không phải là họ nha các bạn. Bởi vậy khi mà tiếp nhận một cái lời chỉ trích này, ví dụ như thằng này dở quá, thằng này ngu quá, thằng này lùn quá, thằng này xấu quá, thì nếu mà nó đúng với chúng ta thì chúng ta tiếp nhận và chúng ta cảm ơn. Chúng ta cảm ơn vì cảm ơn họ đã nói cái quan điểm của họ về cách nhìn của chúng ta đó. Còn nếu mà nó không phải chúng ta thì chúng ta lại càng không phải bận tâm nữa, bởi vì có thể là họ đã nói một người khác chứ đâu phải là mình. Hoặc nếu là họ chỉ định về mình thì tự trong tâm mình biết cái điều đó là không đúng. Và các bạn luôn nhớ một điều rằng chỉ có chính mình mới hiểu được cái cách suy nghĩ của mình. Chỉ có chính mình mới thật sự hiểu là bản thân mình muốn gì, chứ không phải là người khác. Người khác họ mới hiểu được những suy nghĩ của họ, thì mình cũng hiểu được suy nghĩ của mình thôi. Nó không còn ai mà hiểu được suy nghĩ của mình nữa hết cả đó. Mình mới thật sự là người hiểu rõ cái suy nghĩ của chính bản thân mình nha. Và mình mới là thật sự là người đưa ra quyết định như thế nào về cái cuộc đời của mình họ cũng vậy, họ cũng phải tự chịu quyết định về cái cuộc đời của họ. Nếu mà họ buông lời chỉ trích mình thì là họ đang lo chuyện bao đồng, nói thẳng là vậy. Và khi mà mình cũng buông ra lời chỉ trích họ thì mình cũng đang lo chuyện bao đồng các bạn. Và các bạn cũng nên nhớ một điều là vì chúng ta là con người, vì chúng ta là con người với nhau thì á, những cái lỗi lầm là chuyện bình thường. Và đó, tâm trạng con người của chúng ta cũng có lúc này lúc kia. Nếu chúng ta cũng chỉ là một người bình thường mà chúng ta không phải qua tu tập hay là biết nhiều về đạo lý thì đương nhiên chúng ta cũng là một người hay chỉ trích người khác các bạn. Các bạn để ý đi, khi mà chúng ta ngồi lại với nhau, thông thường ít khi nào chúng ta bàn về những chuyện tốt đẹp, mà chúng ta sẽ bàn coi hôm nay đó cái người này, cái người nổi tiếng này đã làm những việc xấu gì đó. Chúng ta thường hay có cái xu hướng bàn về những cái tin đồn xấu, về những cái điều xấu của người khác và lấy đó ra để làm cái chủ đề nổi bật mà cho cái cuộc bàn tán của chúng ta các bạn ạ. Đó. Thì các bạn hãy tự nghĩ đi, bản thân của các bạn cũng buông lời chỉ trích người khác. Và đó cũng là một quyền tự do ngôn luận. Chúng ta không thể nào cấm tất cả mọi người là không được nói xấu mình. Đó. Và mình cũng có quyền. Các bạn thấy đó, các bạn cũng buông lời chỉ trích hay nói xấu người khác, cũng lên Facebook cũng comment, lên YouTube cũng comment những cái lời tiêu cực về một người nào đó mà các bạn cảm thấy là khi mà mình nói vậy mình không có nhận lại cái hậu quả gì hết, thì người khác cũng có quyền làm như vậy đối với các bạn mà các bạn không phải buồn. Nếu các bạn buồn tức là các bạn đang nhận cái thiệt thòi về cho các bạn. Còn nếu như các bạn hiểu được điều đó, các bạn bước qua thì nó là chuyện bình thường, các bạn cứ làm tiếp. Bởi vì thật sự ra cái người hiểu được mình chính mình, là chính bản thân mình mới hiểu được mình. Just only you know what you want to do, just yourself, you and yourself, yeah. Đó, thì là như vậy nha các bạn. Còn nếu như các bạn cảm thấy mà không hay về những cái lời chỉ trích thì bản thân các bạn phải là người không nên chỉ trích người khác. Ở đây mình muốn truyền đến một cái thông điệp quan trọng hơn, đó chính là chúng ta đừng bao giờ chỉ trích người khác nha các bạn. Chúng ta đừng bao giờ chỉ trích người khác. Bởi vì mình đã nói ngay từ hôm nãy rồi là suy nghĩ của họ, quyết định của họ và hành động của họ là của họ, là công việc của họ, their business, là cái business của họ, là cái phận sự của họ, không dính líu gì tới mình. Và cái suy nghĩ, cái việc làm của mình, cái quyết định của mình cũng là do chính bản thân mình quyết định chứ không phải họ. Họ buông lời chỉ trích đó chính là cái quan điểm của họ thôi. Và quan điểm của họ thì không thể nào ảnh hưởng được đến chúng ta, được đến cái cuộc đời của chúng ta nếu như chúng ta vững vàng. Mà nếu mà chúng ta dính chấp vào những cái ý kiến của họ thì chúng ta quá dở các bạn. Nếu như chúng ta dính chấp vào những cái quan điểm của họ thì chúng ta đang tự làm hại chính bản thân chúng ta chứ không phải là những cái lời chỉ trích đó làm hại chúng ta nha. Đó. Nên là tự bản thân mình hãy đừng chỉ trích người khác. Thì khi mà người khác chỉ trích mình thì mình cũng cảm thấy không có buồn các bạn à. Đó là như vậy. Thì còn về cái sự mà tự tin thì khi mà chúng ta vượt qua được cái nỗi lo rồi thì chúng ta sẽ có được sự tự tin. Và cái sự tự tin nó đến từ đâu? Cái sự tự tin là định nghĩa như thế nào về sự tự tin nè? Tự tin chính là chúng ta tin tưởng vào chính cái năng lực, tin tưởng vào chính cái hành động, chính cái việc làm, chính cái khả năng, cái tài năng của bản thân mình khi mà chúng ta thực hiện một điều gì đó nha các bạn. Đó. Và cái việc tự tin thì khi mà các bạn làm một điều gì đó các bạn tự tin, hay khi mà các bạn ăn nói trước đám đông cũng vậy, mà khi mà các bạn tự tin là các bạn có thể nắm được 50% cái sự thành công của các bạn nha. Khi mà các bạn làm nghệ sĩ, các bạn biểu diễn trên sân khấu cũng vậy, các bạn cũng phải tự tin trước rồi nè. Tự tin dám thể hiện mình trước 10 người, trước 50 người, trước 100 người, trước 1.000 người và 1 triệu người cũng như vậy. Đó. Thì cái sự tự tin nó đến từ đâu? Cái sự tự tin nó phải đến từ cái việc là chúng ta, trước tiên chúng ta phải rèn luyện. Phải rèn luyện là một. Cái thứ hai là chúng ta phải như thế nào? Sự tự tin chúng ta phải tin chắc được về những gì chúng ta làm. Mà để tin chắc được những điều chúng ta làm thì chúng ta phải giỏi về cái lĩnh vực đó. Chúng ta phải hiểu được những việc chúng ta đang làm đó, chứ không thể nào mà nếu như mà chúng ta nếu như các bạn không, ví dụ nào các bạn là một người giỏi toán đi, thì khi mà các bạn chỉ toán cho một người nào đó thấp hơn thì đương nhiên là các bạn sẽ rất là tự tin, và các bạn vì các bạn đã hiểu rõ được cái vấn đề đó rồi, các bạn đã hiểu rõ được cái vấn đề đó nha. Còn khi mà các bạn không hiểu toán, các bạn là một người không giỏi toán, thì làm sao mà các bạn hãy tự tin để mà các bạn chỉ dẫn được khi mà các bạn không biết được cái đó nó phải như thế nào để mà các bạn chỉ, thì làm sao mà các bạn tự tin được nha. Đó, thì để mà tự tin thì chúng ta phải giỏi về một cái lĩnh vực nào đó, chúng ta phải giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nha các bạn. Đó, và thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cố gắng mỗi ngày, chúng ta phải luôn luôn cố gắng mỗi ngày trau dồi, và chúng ta phải biết lắng nghe, chúng ta phải biết lắng nghe từ những cái lời khuyên tốt đẹp từ những người xung quanh. Chúng ta phải luôn luôn sống tích cực và luôn luôn giúp đỡ mọi người. Cái chìa khóa của việc tự tin đó chính là chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta phải yêu thương mọi người, chúng ta phải yêu thương mọi người, chúng ta phải mở được cái lòng từ bi đối với mọi người nha các bạn. Chúng ta phải luôn luôn yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người xung quanh. Mà cái việc giúp đỡ mọi người xung quanh thì nó có khó không? Cái việc mà để yêu thương mọi người xung quanh có khó không? Xin thưa là rất khó. Bởi vì bản thân của mọi người chúng ta thông thường nếu mà không qua tu tập, không qua học đạo pháp thì chúng ta chỉ yêu thương các bạn một mình bản thân mình hả? Chúng ta chỉ lo cho có mỗi một mình bản thân mình, chứ đừng nói chi mà phải nhìn một người nào đó thì chúng ta có cảm tình, rất là khó. Bởi vậy đó là lý do vì sao mà khi con người có ít cái lòng thương hơn thì con người lại buông ra những cái lời chỉ trích, những cái lời nói xấu đến những người khác nhiều hơn, mà không cần phải nhìn đến cái sự việc đó nó như thế nào đó. Bởi vậy để mà thương được người khác thì rất là khó nha các bạn. Mà khi các bạn đã thương được người khác rồi thì cái sự tự tin của các bạn nó sẽ tăng cao dần, nó sẽ tăng cao dần và nó sẽ tự động có các bạn, nó sẽ tự động có mà không cần các bạn phải rèn luyện. Có những người sinh ra đã có được sự tự tin, mà cũng có những người sinh ra cho dù có qua rèn luyện cũng khó có được cái sự tự tin, và nhiều khi suốt cuộc đời của họ cũng không thể nào tự tin được, vẫn không thể nói trước cái đám đông được, vẫn không thể làm được những cái điều gì liên quan đến cái sự mà trước đám đông nha. Đó, những cái sự việc mà cần cái tiếng nói của cộng đồng, của công cộng họ cũng không làm được suốt cả đời đó. Thì để làm được cái việc đó chúng ta phải mở lòng ra với mọi người. Tự bản thân chúng ta phải mở lòng ra đối với mọi người xung quanh. Chúng ta luôn luôn tiếp nhận những cái lời góp ý, những cái lời nói chân thành. Có thể những cái lời góp ý đó là những cái lời mà nói lỗi của chúng ta, nói lên những cái lỗi lầm của chúng ta để mà chúng ta sửa được. Và đôi khi có những cái lời khen thì chúng ta, đương nhiên mình đã đề cập ngay từ đầu là ai cũng thích lời khen hết các bạn, ai cũng yêu thích những cái lời khen. Sinh ra là vậy, ai khen mình rất là thích nhá. Nhưng bên cạnh đó, bên cạnh những cái lời khen cũng sẽ có những cái lời chỉ trích, và những cái lời chỉ trích đó nó sẽ làm chúng ta rất là đau, nó sẽ làm cho chúng ta rất là đau, và nhiều khi chúng ta không muốn chấp nhận được cái điều đó. Có thể nó cũng là một cái sự thật. Mình nói ở đây các bạn là khi mà chúng ta nhận được những cái sự chỉ trích đó thì nếu như đúng thì chúng ta phải cảm ơn, để chúng ta tiếp nhận nó và chúng ta hoàn thiện nó. Chúng ta hoàn thiện là chúng ta sẽ không mắc lại cái lỗi đó nữa. Đó là đối với những người mà góp ý về những cái điều mà xấu của mình mà họ nói đúng sự thật thì chúng ta phải nhìn nhận. Còn nếu như không đúng sự thật thì chúng ta cứ bỏ qua. Chúng ta cứ bỏ qua thay vì họ có thể họ chưa tìm hiểu hết được mình, hoặc là họ đang nói người khác, chúng ta không cần phải bận tâm nha. Và cũng như vậy, khi mà chúng ta muốn góp ý một ai đó, chúng ta muốn góp ý được một ai đó thì trước tiên chúng ta phải yêu thương người đó trước. Nếu như chúng ta không yêu thương người đó, chúng ta ghét người đó mà chúng ta buông ra cái lời chỉ trích thì cái lời chỉ trích của chúng ta nó rất là nặng. Những cái lời chỉ trích của chúng ta nó sẽ lại gây khó chịu đối với cái người mà tiếp nhận cái lời chỉ trích đó, và nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng không tốt nha, sẽ không tốt cho họ và dần dần sẽ không tốt cho mình nha. Đó, nên là phải yêu thương được người khác. Mà muốn yêu thương được người khác thì rất là khó. Chúng ta phải tự động chúng ta mở lòng ra. Đó, chúng ta phải tự động chúng ta mở lòng ra với mọi người, tiếp nhận những cái hay, những cái đẹp luôn luôn ngưỡng mộ, yêu thích những người hơn mình đó, tán dương những người hơn mình, không nên sanh lòng đố kỵ với họ, luôn luôn yêu thương, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn đề cao những ai hơn mình, có tài năng hơn mình nha các bạn. Còn đối với những ai mà chưa đạt được cái tài năng hay cái trình độ như mình thì chúng ta phải luôn luôn động viên giúp đỡ họ, và luôn luôn có một cái tâm lý rằng là một ngày nào đó họ sẽ giỏi hơn chúng ta, một ngày nào đó cái tài năng, cái năng lực của họ sẽ giỏi hơn chúng ta và vượt xa chúng ta. Đó, khi mà các bạn có được cái điều này thì cái lòng thương người của các bạn sẽ dần dần được khai mở ra, và từ đó các bạn sẽ nhận được lòng yêu thương ngược lại từ mọi người. Khi mà chúng ta yêu thương người khác, chúng ta luôn luôn tận tình giúp đỡ để người khác giỏi hơn mỗi ngày, thì chúng ta cũng nhận lại được cái sự tôn trọng, cái sự ngưỡng mộ của người khác dành cho mình. Tài năng chỉ là một phần thôi, mà chúng ta dùng cái tài năng của chúng ta để mà giúp ích được cho người khác, để mà nói được những cái điều hay, để giúp cho người khác có thể tiến bộ hơn, giỏi hơn mỗi ngày. Và thậm chí là chúng ta luôn luôn mong mỏi rằng là những người được chúng ta chỉ dạy đó sẽ giỏi hơn chúng ta trong tương lai. Thì khi đó là chúng ta sẽ nhận lại được cái sự tôn kính từ mọi người nha các bạn nha. Đó. Và cái năng lực của chúng ta nó cũng sẽ dần dần được cải thiện nhiều hơn, và từ đó cái sự tự tin của chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao hơn nha các bạn. Đó, ngày càng được nâng cao hơn. Và khi mà chúng ta tự tin hơn thì chúng ta tin tưởng vào cái năng lực của bản thân mình, thì khi chúng ta đối diện với những cái sự việc, những cái khó khăn thì 50% chúng ta có cái bề phóng để chúng ta làm được điều đó. Và phần còn lại, 50% còn lại là ở cái sự cố gắng và nỗ lực của bản thân chúng ta khi thực hiện một cái công việc nào đó, một cái nhiệm vụ nào đó, hay một cái khó khăn nào đó. Đó, nhưng mà tự tin là 50% là cái bàn đạp rất là tốt rồi. Đó, tự tin là rất là ok. Bởi vậy các bạn thấy thầy cô của các bạn luôn luôn ủng hộ cái sự tự tin, luôn luôn muốn chúng ta luôn luôn tự tin vào chính bản thân mình. Vì mình mà không tự tin vào chính bản thân mình thì không ai khác tin vào chính bản thân mình hết cả. Nếu như tự bản thân chúng ta mà không tự tin vào những điều chúng ta làm thì không ai khác hay tin tưởng vào chính mình, đúng không? Chính mình mà mình còn không tin bản thân mình nữa thì ai sẽ tin mình nữa bây giờ? Các bạn nghĩ đi, các bạn nghĩ đi. Nếu như tự mình không tin tưởng bản thân mình, không tin vào cái năng lực của mình thì tại sao người khác phải tin mình khi mà mình không tin vào bản thân mình? Đó. Vì vậy phải tự tin với bản thân mình. Mà muốn được tự tin thì chúng ta phải yêu thương mọi người, phải luôn luôn mở lòng với mọi người, luôn luôn giúp đỡ mọi người, và luôn luôn có cái tâm niệm rằng những người được chúng ta giúp đỡ, những người hiện tại chưa bằng được cái năng lực của chúng ta thì họ sẽ tương lai họ sẽ giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Và những người đang giỏi hơn chúng ta thì chúng ta phải luôn luôn ủng hộ họ để mà họ giỏi hơn nữa, và luôn luôn học hỏi từ họ để chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Khi mà chúng ta hoàn thiện được bản thân mình rồi thì chúng ta sẽ có những cái yếu tố để mà giúp được những cái người mà chưa đạt được những điều đó như chúng ta, và luôn luôn có tâm niệm là họ sẽ giỏi hơn chúng ta nha các bạn. Đó. Đó thì sẽ mà được lòng thương người rồi chúng ta sẽ tự tin nhiều hơn. Đó, tự tin rồi thì khi mà thực hiện điều gì thì 50% chúng ta sẽ chiến thắng nha các bạn nhé. Nha. Ok. Thì mình hy vọng qua cái video clip này thì nó sẽ truyền tải được cái thông điệp các bạn là chúng ta sẽ vượt qua được những cái nỗi sợ. Trong cuộc sống này chúng ta không nhất thiết phải sợ điều gì hết cả nhé. Chúng ta không phải sợ, vì sợ thì nó sẽ làm mất đi cái sự tự tin của chúng ta, và nó sẽ cản trở cái sự thành công của chúng ta khi chúng ta thực hiện một cái công việc gì đó nè. Trong cái trường hợp mà ví dụ như vậy, ví dụ như các bạn là một người làm việc cho nhà nước, mà ví dụ như một người nào đó muốn bạn tiết lộ cái bí mật quốc gia và nói rằng là tôi sẽ cho anh số tiền nhiều, anh có thể tiết lộ được cái bí mật này được không? Hay là tôi sẽ cầm dao tôi đâm anh liền. Đó, thì các bạn chọn nào? Giờ anh chỉ có hai lựa chọn thôi, một là nói ra tôi đưa tiền, hai là anh không nói tôi đâm anh liền. Thì trường hợp đó các bạn sẽ như thế nào? Nếu các bạn là một người đủ chính kiến thì các bạn sẽ lựa chọn như thế nào, đúng không? Đó, để suy nghĩ về cái câu đó. Và đó thì chúng ta không nhất thiết phải sợ điều gì, kể cả khi những cái điều đó là nó nó đánh đổi cái mạng sống của chúng ta, nó đánh đổi cái mạng sống của chúng ta đó. Cho các khi người khác muốn lấy đi tính mạng của mình, muốn giết mình đi nữa, thì chúng ta có nên sợ không? Chúng ta có nên sợ không? Khi mà người khác muốn lấy đi cái tính mạng của mình, người ta có những cái vũ khí, có cái sức mạnh để mà đe dọa được mình đó, đe dọa để mà lấy được cái tính mạng của mình, thì mình có sợ không? Đó đó, bởi vì chúng ta khuyên rằng là trên đời chúng ta không nên sợ bất cứ điều gì, không nên sợ bất cứ điều gì, không nên lo lắng trước điều gì đó. Không nên lo lắng trước bất cứ điều gì nha. Và khi mà chúng ta không lo lắng thì chúng ta mới có đủ cái ý chí tinh thần để mà thực hiện được những điều mà chúng ta muốn và thành công nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Bye bye.